Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG, mình là Giang Kim. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhân vật Long Hạo Thần bên trong tác phẩm Thần Ấn Vương Tọa. Long Hạo Thần là một nhân vật chính của tác phẩm Thần Ấn Vương Tọa, chủ nhân của Vĩnh Hằng và sáng tạo Thần Ấn Vương Tọa. Là huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện. Thông tin về Long Hạo Thần: Thiên Thiên Nội Linh Lực đạt cấp 97 sau đột phá cực hạn lên 120, chức vụ đoàn trưởng săn ma đoán Quang Chi Thần Hy, thánh kỵ sĩ trưởng của kỵ sĩ Thánh Điện, chủ tịch liên bang Thánh Điện, chức nghiệp thủ hộ kỵ sĩ và trường giới kỵ sĩ, tọa kỵ là Hạo Nguyệt cùng với Long Hạo Thần ký quyết khế ước. Tinh vương và tinh diệu độc giác thú sau tiến hóa thành thần thánh độc giác thú không ký quyết khế ước với Long Hạo Thần. Mối quan hệ của Long Hạo Thần: cha là Long Tinh Vũ, người sở hữu mạt thế và sát phạt thần ấn vương tọa, phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ. Mẫu thân là Bạch Nguyệt, ông nội là Long Thiên Ấn, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ. Ông ngoại là ma thần Hoàng Phong Tú. Kỹ năng của Long Hạo Thần: đầu tiên là đột thứ nhất giai, thiểm điện thứ nhị giai, thần bạch chi nhận nhị giai, quang kiếm nhị giai, thập tự trảm nhị giai, quang trảm kiếm tam giai, công phòng một thể, quang chi phản xạ diệp nhật trảm tứ giai, thăng long kích ngũ giai, thanh kiếm ngũ giai, xúc thế ngũ giai, thần ngựa cách đáng lục giai, thuẫn tướng kỹ năng thủ hộ, hy sinh thất giai, kiếm tình vũ thất giai kỹ năng trừng giới, quang diệp chi thể thất giai, nguyên tố mẫn diệt quang hoàn thất giai kỹ năng thủ hộ, cam lâm thuật bát giai kỹ năng thủ hộ, thần thánh cam lâm cửu giai kỹ năng thủ hộ, kỹ năng tự sáng tạo của Long Hạo Thần. Quang chi đáng dạng diệt ma, thiểm quang liệu thuật, kỹ năng tự chữa thương. Linh lô Long Hạo Thần sở hữu gồm có Thánh Dẫn Linh Lô xếp hạng thứ 68 trong 74 loại linh lô, xếp hạng 34 trong 36 loại linh lô có thể sử dụng, nhưng xét về mức độ hiếm có thì hoàn toàn có thể so sánh với các loại linh lô ở trong top 10. Tác dụng: không có năng lực công kích hay là phòng ngự, nhưng nó có ít nhất 3 lần tiến hóa. Đối với chức nghiệp thủ hộ kỵ sĩ có tác dụng vô cùng lớn, tác dụng lớn nhất là trong quá trình sử dụng sẽ không gây ảnh hưởng đến thân thể. Đồng thời linh lực tiêu hao cũng tương đối ít vì nó thuộc dạng linh lô vô thuộc tính hiếm có. Đặc biệt nó không ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ các loại linh lô khác sau này. Thánh Dẫn Linh Lô là linh lô giúp cho kỵ sĩ cùng với đoàn đội có được phối hợp tốt nhất, thích hợp nhất với thủ hộ kỵ sĩ. Vì khi phát động Thánh Dẫn Linh Lô sẽ khóa chặt mục tiêu hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, khiến kẻ địch chỉ tấn công một mình người sử dụng linh lô mà không tấn công đồng đội khác trong đội. Trừ khi người sử dụng linh lô chết hoặc là gián đoạn sử dụng Thánh Dẫn Linh Lô, nếu không kẻ địch cũng chỉ có thể lấy người sử dụng linh lô này là mục tiêu, không thể nào chuyển hướng công kích sang mục tiêu khác. Vì vậy linh lô này ở bên trong chiến đấu đoàn đội có tác dụng rất lớn. Trong đương kim tam đại thần ấn kỵ sĩ hiện tại của kỵ sĩ Thánh Điện, có tới 2 người xuất hiện thủ hộ kỵ sĩ sở hữu Thánh Dẫn Linh Lô, có Thánh Dẫn Linh Lô trong tay. Đối với thủ hộ kỵ sĩ mà nói, nó có ý nghĩa như là sinh mệnh thủ hộ. Trí tuệ linh lô Dạ Tiểu Lệ nguyên bản là phân thân của nữ thần tự nhiên, sau khi Mộng Nguyễn Thiên Đường bị hủy diệt thì ký khế ước trở thành trí tuệ linh lô của Long Hạo Thần. Vũ khí của Long Hạo Thần chính là kiếm Thanh Vũ, quang phủ dung, kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, thần kiếm sinh mệnh và sáng tạo, do kiếm làm vũ, quang phủ dung và kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán dung hợp tạo thành. Nhật Nguyệt Thuần Hoa Tấm Thuẫn bình thường là thần khí, ở trạng thái đặc biệt sẽ phóng ra uy lực của siêu thần khí. Tử Kim Hạo Nguyệt Kiếm do Hạo Nguyệt biến thành, có năng lực hủy diệt trụ ma thần. Vương Giả Kiếm do Long Nhã Đình biến thành, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa siêu thần khí. Cầm chú của Long Hạo Thần gồm có Thần Giáng Thuật, Thần Thánh Cam Lâm và Quang Chi Cầu Nguyện. Cuối truyện đạt tới cảnh giới cường giả cấp 9 bậc 9, đồng thời có được sự thừa nhận của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Hạo Nguyệt trước khi chết đã phong ấn tu vi của Long Hạo Thần để tránh cho việc thành thần rồi biến mất khỏi thế gian. Thế nên linh lực của Long Hạo Thần vĩnh viễn ở mức 999.999. Video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tớ nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.